Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của cổ điển của những thập niên 60. Đó là cặp loa AR7 Made in Ubita, một cặp loa bút xeo nhỏ nhưng mà âm thanh thì ở cái tầm rất tuyệt vời. Cặp loa được sản xuất vào thập niên 1960, hơi bị lâu đấy các bạn. Nó sản xuất loa R ra đời năm 1959, thì những cái đôi này có năm thập niên năm 60, nó nằm khoảng năm 63. Và đôi này có chiều cao là 40 cm, chiều rộng là 25 và chiều sâu là 16 cm. Cặp loa màu màu gỗ lưới vải bố nguyên bản, nguyên zin, tem AR7, cặp lưới rất đẹp. Nói chung là cặp loa hoàn hảo từ A đến Z, từ những con ốc vít. Có cặp loa AR có một chép và một bách 20, bách là lòng vàng bánh tiêu các bạn nha. Lòng vàng bánh tiêu là một loại mà dân audio ưa thích nhất, lòng vàng bánh tiêu và viền mút. Viền này thì viền thay rồi các bạn nha, chứ không phải mình là thông báo luôn. Những cái cặp viền mốt thì từ hồi năm 40 50 năm rồi, mà nói zin là không có đó. Cũng có nhiều cặp zin nhưng mà rất hiếm, nhưng mà rồi cũng phải thay thôi. Và cặp loa này phía sau lưng của loa rất đẹp, các bạn có thể nhìn thấy loa đẹp từ anh ấy, còn cả tem cờ số series, còn nguyên bản hai chạm của loa. Cặp loa không tài xước sức mãi gì cả, nguyên bản như vậy. Các bạn xem tiếp cái loa bên này, Quý Nguyễn đang giới thiệu tiếp để cho nó các bạn được rõ. Cái loa bên này cũng là lưới vải bố rất đẹp, cổ kính, và lòng vàng bánh tiêu. Các bạn coi xe soi kỹ cái bách đấy. Và phía sau loa này chiếc nào cũng vậy, đã đẹp là đẹp hết nguyên bản, còn tem cờ số series đầy đủ nguyên bản không trài xước. Và để các bạn được rõ thẩm âm được những cặp loa R mà mình muốn sang tìm để về sử dụng nghe lại những dòng nhạc cổ xưa, hồi tưởng về ký ức, về kỷ niệm của những thập niên 60 70, vậy xin mời các bạn nghe một ca khúc của thời thời trước 1975. Xin mời các bạn. Mất mơ
Các bạn vừa thẩm âm được đôi loa AR7 Madinuda cặp và loa lòng vàng bánh tiêu. Đã Quý Nguyễn Sài Gòn Audio đã giới thiệu rất chi tiết với các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn lại các bạn những YouTube lần sau. Xin chào.